cho lúc này là chiếc đèn sửa nhà tắm 3 bóng. Đây là một thiết bị khá là phổ biến trong các gia đình hiện nay. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu nhiều thông tin hơn nữa về loại đèn sửa nhà tắm này qua cuộc trò chuyện với anh Quốc Đạt, chuyên viên tư vấn đến từ tập đoàn đèn sửa nhà tắm Haas. Xin chào anh ạ. Ngay bây giờ thì anh có thể nói rõ hơn về dòng đèn sửa nhà tắm này, về công suất cực đại của nó được không ạ? Xin chào quý vị. Chào Trang. Đây là loại đèn sửa 3 bóng Putman. Và công suất của mỗi một bóng tròn này, mỗi một bóng sửa này là 275W. Như vậy là công suất tối đa khi sử dụng cả 3 bóng của đèn này nó sẽ là 825W. Tùy theo cái nhu cầu của mọi người. Ví dụ như là khi ta sử dụng một bóng đèn như thế này thì là công suất của nó, tiêu thụ của đèn nó sẽ là 275W. Khi như vậy thì có nghĩa là khi mà ta dùng hai bóng như thế này thì công suất tiêu thụ của đèn là 550W. Và khi chúng ta dùng cả ba bóng như này thì có nghĩa là công suất tiêu thụ điện năng là cực đại, là 825W. Và khách hàng lưu ý là trên mỗi một vỏ hộp của sản phẩm thì đã đều được ghi công suất tối đa của đèn. Đây, như đèn 3 bóng Putman đây thì là 825W. Và như vậy thì khách hàng có thể là nhìn vào đây và có thể là lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp đối với diện tích phòng tắm của nhà mình. Vậy thì đây là dòng đèn sửa tắm Putman. Vậy còn đèn sửa Haas 3 bóng và Hisense 3 bóng thì công suất cực đại của nó như thế nào ạ? Đối với dòng Hisense 3 bóng và Putman 3 bóng thì công suất cũng là tương tự. Cũng tương tự như là dòng Putman này. Bởi vì là công suất thiết kế của mỗi một bóng đèn là 275W. Và như vậy là dòng 3 bóng của Haas và 3 bóng của Hisense hay 3 bóng Putman là đều có công suất cực đại giống nhau, là 825W. Xin cảm ơn anh ạ. Và các bạn thân mến, như anh Đảm vừa chia sẻ thì dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm 3 bóng ở cả Haas, Hisense và Putman đều có công suất cực đại là 825W. Và một lưu ý đó là khi mà các bạn mua sản phẩm, để kiểm tra công suất của loại đèn thì các bạn có thể nhìn trên hộp của sản phẩm là có thể biết ngay được thông số này. Và bây giờ thì Linh Trang phải nói lời tạm biệt với các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình lần sau.